Đất ca, tác giả Bùi Quang Lâm, giọng đọc Hải Yến, số 13, Trả áo nhà binh. Trả áo nhà binh, tôi thành nhà bám. Mỗi sáng xuống chợ phụ mẹ chút việc, rồi ngửa tay xin tiền đi ngồi lê với bạn ở cà phê vỉa hè, tán gẫu và kể chuyện đời lính. Ngày qua ngày, câu chuyện theo thời gian nó nhạt như nước ốc, nhưng cũng không có gì kể để đốt thời gian. Bạn bè phải đi làm kiếm sống, tôi ở nhà thì buồn quá, nên tôi dày mặt ở quán cà phê ông Bảy đầu ngõ. Mấy ngày đầu ra uống cà phê, ông Bảy còn vui vẻ, vì tôi mới xuất ngũ về nên ông còn thăm hỏi chuyện nhà binh. Lâu dài ông không còn niềm nở nữa, vì tôi uống ly cà phê mà ngồi đồng đến 5-6 bình nước trà và chiếm ghế dường như cả ngày, trừ lúc mệt tôi về sớm. Sự ngồi đồng của tôi cũng làm bà Bảy không mấy vui vẻ, nên thỉnh thoảng bà qua lại vờ vấp vào cái chân ghế làm tôi chột bụng về sớm. Cái điệp khúc đó tái đi tái lại mấy lần, nên tôi chuyển đến quán cà phê khác mà quên trả tiền thiếu cho ông Bảy. Ông sai người con gái vào nhà đòi nợ. May mà gia đình không biết. Tôi lén lấy sấp vải cha mẹ mua tặng để may quần tây nhân ngày xuất ngũ, đem đi bán lấy tiền trả ông Bảy. Nhận tiền, ông gượng cười, bụng không muốn tôi đến nữa. Kể cũng khó cho ông Bảy. Quán cà phê bình dân giá rẻ mà thiếu hàng chục ly thì lấy đâu ra tiền để ông xoay sở. Chưa nói đến chuyện bà Bảy cằn nhằn, chắc ông có nước bỏ nhà đi bụi. Dù vậy, khi bạn bè có hẹn đông đông, tôi vẫn dắt ra quán ông Bảy uống ủng hộ, trả tiền nóng để lấy lòng bà Bảy. Hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày xuất ngũ, mẹ thấy tôi có phần chán nản vì đôi lần phát hiện tôi đi uống rượu một mình ở quán bà Nhì, một quán rượu bình dân chỉ có món duy nhất là đậu phộng rang. Bà liền khuyên nhủ, sợ mẹ buồn nên tôi lang thang tìm quán rượu bình dân khác. Ở rượu có điều kỳ lạ, không như nhiều người nói uống rượu giải sầu, chưa uống thì chỉ buồn man mác, càng uống nỗi buồn càng sâu, đến phát khóc. Tôi đã vài lần say gục đầu xuống bàn, khóc rưng rức như vừa bị ai đó mắng nhiếc. Quán rượu ông Năm Tốt trong hẻm sâu, giờ có thêm tôi là khách hàng thường xuyên vào mỗi tối, vì quán cũng có vài khách buồn hay nghiện rượu đóng đô. Giờ thêm tôi nhập cuộc thành tứ hải giai huynh đệ. Mẹ thấy tôi đã sa ngã vì buồn, mặc cảm vô dụng, nên đến cơ sở đóng đàn của chú Năm Bi xin cho tôi phụ việc học nghề đóng đàn. Chú Năm vui vẻ nhận tôi vào giúp việc và học nghề không công, chỉ được ăn trưa với gói xôi buổi sáng. Công việc giúp tôi lấy lại thăng bằng dù chưa làm ra được đồng nào. Nặng nhọc nhất của nghề đóng đàn là cạo nạo làm nhẵn nhụi là khâu cuối cùng phần mộc để chuyển qua sơn hoặc đánh vét ni. Việc cạo nạo đàn làm hai ngón tay cái của tôi bao lần phồng rộp đau điếng, nhưng tôi cố chịu vì quyết chí học lấy cái nghề để kiếm cơm, không cậy vào gia đình nữa. Những ngày học nghề, tôi thật khổ với thằng Bồng, con chú Năm. Nó bắt tôi làm nhiều việc không liên quan gì đến cây đàn, nên đôi lần tôi cự nó, và một lần không kiềm chế được, tôi đấm nó vẹo sống mũi, máu xịt đỏ áo, nó bỏ chạy. Hôm sau, tôi bị má nó đuổi việc. Để giấu mẹ chuyện bị đuổi việc, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn duy trì nếp sinh hoạt bình thường, nhưng không còn được đến cơ sở đóng đàn nữa. Tôi lang thang đi tìm chiến hữu bằng chiếc xe đạp cà tàng mượn của đứa bạn hàng xóm. Ban đầu nó vui vẻ cho mượn, nhưng mượn hoài nó đâm phiền, nên đôi lần giao xe nó gằn giọng nói, nhớ về sớm để chị tao có xe đi học. Thực chất là nhà nó khá giả, mỗi người một chiếc, còn thừa một chiếc cà tàng để ngoài cửa, dùng đi mua đồ chạy vặt. Cuối cùng, mẹ cũng biết là tôi bị đuổi việc do bà Năm đi chợ ngang nhà, sẵn tiện thấy mẹ tôi nên bà mách chuyện. Tôi đánh thằng Bồng vẹo sống mũi, máu chảy lênh láng. Bà còn thêu dệt thêm tình huống khá ly kỳ nhằm biện minh cho việc đuổi tôi là chính đáng.
Mẹ đem chuyện này nói với cha tôi, nhưng cha không nói gì vì cho rằng bà Năm có thể quá cường điệu, sáng tác tình tiết ly kỳ, và ông lặng lẽ tìm hiểu. Cha tôi bàn với mẹ mua lại chiếc xe ba gác của chú Tư Tố ở bến Củi, vì chú Tư cũng đã già không còn sức đạp nữa. Mẹ tôi đồng ý và góp nhặt hết số tiền dành dụm cộng với tiền lương của cha tôi, vẫn còn thiếu gần một nửa, nhưng chú Tư vui lòng cho trả góp. Mỗi sáng tôi thức dậy lúc 4 giờ rồi đạp xe ba gác qua chợ cầu Ông Lãnh, đậu ở bến chờ chở trái cây cho những người buôn bán hoặc giao hàng đi khắp các chợ nhỏ. Tôi về nhà lúc 5 giờ để giao xe lại cho em kế tôi là thằng Tùng, để nó chở củi ra bến sông nhờ mấy mối chú Tư Tố để lại khi bán xe. Một buổi nó đi học, so với anh em tôi, thằng Tùng có sức học vượt trội, tháng nào cũng nhận bằng danh dự của trường, tháng nào đứng hạng thứ ba là nó buồn trong bụng không chịu ăn cơm và lang thang ở bến Củi không chịu về nhà. Từ ngày có xe ba gác, gia đình có được bữa cơm bớt phần đạm bạc, và đứa cháu nhỏ xíu là thằng Cu Na có thuốc sức ghẻ. Ghẻ của nó khắp người trừ hai con mắt, nhất là hai bàn tay sưng tấy đầy mủ. Chỉ vuốt nhẹ bàn tay trong chậu nước muối là nước đục của mủ bắn ra. Cu Na lớn lên từ sự góp tay của ông bà cô chú, người có công nhiều nhất là thằng Tùng. Đến tuổi nghĩa vụ quân sự, Tùng chia tay gia đình và bạn bè để lên đường. Nào ngờ, đạp xe ba gác ở bến cầu Ông Lãnh, tôi có nhiều bạn đồng đội nên cuộc sống thêm vui. Trò chuyện với nhau, tôi biết trong bến cũng có hai người đi nghĩa vụ xuất ngũ như tôi là Quang và Hải, nên chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Không lâu sau, Quang và Hải tìm được việc làm ở cơ quan nhà nước và không còn đạp xe ba gác nữa. Thỉnh thoảng hai bạn có ghé qua thăm tôi, rỗi chúng tôi kéo nhau đến quán Bình Dân làm mấy xị để ngồi tâm sự đời lính. Hình ảnh chiến tranh chết chóc làm tôi ngao ngán nên thường lái qua đề tài khác, nhất là tìm thông tin việc làm vì tôi muốn có một công việc gì đó ở cơ quan nhà nước. Dù đồng lương thấp nhưng ổn định, căn bản đời sống, không phải chụp giật, toan tính nhiều. Tôi tự biết cái thằng tôi của mình không giỏi tháo vát, tính toán xa nên họa ắt gần. Người xưa nói vậy, tôi tin vậy. Một ngày nọ, đang ngồi trên thùng xe ba gác thì có mấy người thanh niên đến hỏi tôi ở đâu đến bến xe này mà không xin phép. Tôi làm thinh vì nghĩ đây là khu công cộng, ai đến chạy cũng được, đâu có trạm xe hay bến xe chính thức do nhà nước quản lý. Họ trừng mắt nhìn tôi, lấy cây đập mạnh vào yên xe và nói ngày mai không muốn thấy mặt tôi ở bến xe nữa. Tôi đạp xe về nhà rồi ra quán bà Nhì ngồi uống rượu một mình, suy nghĩ đủ chuyện, mong tìm việc khác nhờ vào tờ quyết định xuất ngũ. Cuộc sống thường nhật là bữa nào xào bữa đó, ngày nào không làm xem như ngày đó ăn bám công sức của ai đó. Càng uống say, tôi càng nghĩ mình vô dụng, không tự nuôi thân thì sao giúp được gia đình. Cuối cùng, tôi quyết định ra bến xe chạy tiếp nếu chưa xin được việc làm, và tôi đem chuyện bị mấy người ở bến xe đuổi kể cho anh Ân chạy xe cùng bến nghe. Tôi nghĩ anh là người lớn tuổi nhất nên may ra có thể giúp tôi dàn xếp được một chân kiếm sống ở bến xe tự phát này. Đúng như tôi dự đoán, anh Ân đã tìm gặp nhóm thanh niên để thuyết phục họ cho tôi được một chân đạp xe, vì tôi là bộ đội xuất ngũ đang rất khó khăn, cha mẹ già và các em còn nhỏ. Lời nói của người lớn bao giờ cũng khéo nên họ thông cảm cho tôi thành đồng nghiệp và thỉnh thoảng rủ đi nhậu, nhưng không phải góp tiền. Người nghèo vì chén cơm manh áo nên thường tranh giành với cuộc sống, nhưng người nghèo lại sống rất tình cảm, sẻ chia những đồng bạc cuối cùng. Cái sĩ khí ấy đẹp làm sao trong đời sống khốn khó chênh lệch sự giàu nghèo một cách khoảng xa tít, đẩy người nghèo vào mặc cảm tủi thân số phận. Từ ngày được kết nạp, tôi trở thành đồng nghiệp chính thức nên được anh em chia sẻ mấy mối chở trái cây đi giao cho các chợ. Cuộc sống khá hơn
và có ít tiền phụ giúp gia đình nên cha mẹ bớt phần lo lắng về tôi. Vì mẹ luôn nghĩ tôi là đứa chậm chạp, khó tự kiếm cho mình chén cơm manh áo. Ngoài thời gian đạp xe ba gác, tôi thường đi tìm bạn học cũ và những chiến hữu cùng đơn vị cũ, ngồi lê đây đó uống cà phê với câu chuyện quá khứ. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi lần nhắc đến thì hình ảnh khốc liệt và những cái vuốt mắt đồng đội hy sinh vẫn trở lại mới toanh trong tiềm thức. Tôi cố quên, nhưng không sao quên được. Điều gì cố quên là điều đó đang in đậm trong trí nhớ. Điều gì cố nhớ thì điều đó rất lan man. Tôi đang cố dịch chuyển cho hai phạm trù ngược lại nhưng bất thành, nên quá khứ thường quay lại trong tôi bất kỳ lúc nào, nhất là trong giấc ngủ. Một thứ bảy cuối tuần, các đồng nghiệp giúp tôi đẩy chuyến xe chở trái cây đến chợ An Đông, do chất đầy ắp nên không thể đạp nổi, rồi kéo nhau vào con hẻm đường Cô Giang để nhậu. Các đồng nghiệp giới thiệu tôi với đám thanh niên xăm trổ đầy trên bắp tay, nhìn bọng trợn nét giang hồ. Tôi khép nép ngồi xuống nền gạch và kín đáo nhìn mọi người, rồi tự giới thiệu tên mình thêm lần nữa. Họ nhìn tôi nhưng không nói gì. Trời đã trưa, cái nắng chói chang hắt từ ngoài vào những gương mặt đỏ ngà say, nên họ nhìn càng dữ dằn, kèm theo những tiếng chửi thề khiến không khí trở nên ô hợp, không còn trật tự như lúc đầu. Trong lúc nhậu, tôi được biết họ là giang hồ sống bằng nghề bảo kê cho vay ở chợ cầu Ông Lãnh. Họ là người tứ xứ về đây sống đã nhiều năm, nên ai muốn buôn bán ở đây phải thông qua họ. Ai chống lại sẽ ăn vài nhát dao và cuối cùng cũng phải đi nơi khác vì luật bất thành văn. Cuộc nhậu đang cao trào thì ngoài đầu hẻm có đám thanh niên tay cầm mã tấu sầm sập đi vào. Thấy vậy, nhóm thanh niên đang nhậu đứng dậy, người chụp cây, người chụp dao đang để trên nền gạch chuẩn bị ứng phó. Người đi đầu chém vào cánh cửa, chửi thề, gọi ra thách đấu. Nhóm bên trong lưỡng lự vì không có gì ngoài khúc cây ba phân vuông và cây dao ngắn ngủn. Trong ánh nắng chiều, tôi nhận ra người chém vào cánh cửa chính là Thành Tửng, bạn học của tôi ở trường Nguyễn Trãi, nên tôi nhanh chóng đứng dậy. Thấy tôi, nó lắc đầu chửi thề rồi vẫy tay cho đàn em rút lui. Đám nhậu ổn định trở lại, ngồi nhậu tiếp, nhưng ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cảnh giác. Lát sau, có một thanh niên quay lại hỏi to, ai là anh Lâm? Tôi bước ra ngoài, thì người thanh niên nói, đại ca Thành đang chờ anh ngoài đường. Tôi bước vào xin phép ra ngoài chút, rồi quay lại. Vừa thấy tôi, Thành Tửng hỏi tôi xuất ngũ lúc nào mà nó không biết, và tại sao lại quen với đám giang hồ cầu Ông Lãnh. Tôi kể chuyện đầu dây mối nhợ, từ chuyện đạp xe ba gác nên mới gặp. Thành Tửng rủ tôi đến quán nhậu vỉa hè uống rượu với đám đàn em của nó và nói tôi không nên chơi với đám cầu Ông Lãnh vì đám này không tốt. Nó qua đây thanh toán vì cho rằng băng này chơi dơ. Ngồi với Thành Tửng một lúc rồi tôi quay lại nhậu tiếp và đám thanh niên nhìn tôi có điều khác khác. Người ngồi kế rót rượu đưa tôi bằng hai tay, gọi tôi bằng đại ca xưng đệ, và nói từ nay có ai ăn hiếp đại ca thì gọi em. Tôi thấy họ thành ý, nhưng là đại ca mà gọi đệ tử lúc bị ăn hiếp thì thấy sao sao, có điều không phải. Từ ngày tứ hải giai huynh đệ, họ thường xuyên ra bến xe rủ tôi uống cà phê, và trước lúc chia tay thường để trên thùng xe của đại ca con cá, miếng thịt hay bó rau. Tôi thầm cảm ơn thịnh tình giúp đỡ đó. Từ lúc thằng Tùng em tôi đi nghĩa vụ thì chiếc ba gác không còn chia hai ca nữa. Tôi cũng không phải dậy sớm mà chủ động khi nào khỏe thì đạp, và thay cho Tùng là thằng Hùng, em thứ bảy của tôi, phụ xe ngoài giờ nó đi học. Những lúc xe củi quá nặng, nó phải lên đầu xe kéo phụ, tôi đẩy phía sau trên con dốc dài. Nhìn em mà tôi rơi nước mắt, thương cho nó còn đang tuổi học hành vui chơi, vậy mà phải nhọc nhằn giúp gia đình chuyện cơm áo. Có lần xe củi nặng quá, bị nhổng đầu, làm củi đổ đè lên người, nó lui hui chui ra từ đống củi, mặt mũi đầy cát, bụi củi trộn lẫn mồ hôi, mà tôi nghe lòng thắt lại.
Tôi tự nhủ từ nay không muốn em mình đẩy xe nữa. Nhưng nó không chịu, nên mỗi ngày sau giờ học là nó chạy đến bến củi. Nếu không ai thuê thì nó vác củi thuê chất lên xe hưởng tiền công, mang lại đưa mẹ tôi bán cà phê gần đó. Nó là đứa con ngoan hiếu thảo, chưa bao giờ tôi thấy nó cãi lại cha mẹ hay anh chị khi bị giày la, nên rất ít khi bị đánh đòn như tôi. Nhờ chú Năm Bi mà tôi được vào làm ở xí nghiệp nhạc cụ với tờ quyết định xuất ngũ sau một thời gian làm nghiệp đoàn ba gác đạp. Buổi chia tay, anh em bến xe cầu ông Lãnh góp tiền rủ tôi đến nhà hàng Thiên Hương ở quận 4 nhậu một chầu hoành tráng để ghi nhớ nghĩa tình của người cùng khổ. Những lời nói mộc mạc chân chất của họ khiến tôi xúc động. Tôi cố kiềm lại nhưng nước mắt trào ra không nói được thành lời. Nhìn quanh, tôi thấy vài người cũng nghẹn ngào mắt đỏ. Trong cơn say buồn vui thường bóc tách hết cảm xúc chân thật, không giấu vào đâu được. Kể cả cố tình cũng bị cái sâu thẳm trong tận con người vật ngã. Tôi choáng choáng nhớ ra một triết lý của ai đó nói: tiền bạc tình cảm, tiền bạc bẽo, nay túi người này mai túi người khác, chỉ có tình cảm mới lâu dài trong tâm hồn con người. Một triết lý so sánh giản đơn mà sâu sắc từ chuyện tình tiền. Tôi thầm cảm ơn người đã suy ra triết lý ấy, có thể đúng, có thể sai, nhưng phù hợp với tôi trong hoàn cảnh này. Người nghèo tiền thường giàu cảm xúc thân phận, cuộc đời người có gì đó vướng nghịch. Từ ngày được xí nghiệp nhạc cụ nhận vào làm công nhân, cuộc sống và mối quan hệ của tôi đã thay đổi theo chiều hướng mới. Mỗi sáng, mẹ dậy sớm hơn mọi khi để nấu cơm dỡ cho tôi mang theo đi làm. Mặc dù chưa phải là thợ đóng đàn giỏi, nhưng tôi cơ bản đã thao tác thành thục để làm ra cây đàn dù chưa hoàn chỉnh lắm, nhờ vào sự chỉ dạy của chú Năm Bi. Mỗi sáng cọc cạch chiếc xe đạp đến xí nghiệp, chiều về ghé quán uống ly cà phê đen ở quán anh Ba Chất, rồi về nhà hoặc ghé bạn bè làm xị rượu tán gẫu. Thời gian sau, khi tay nghề đã khá, tôi xin làm việc ngoài giờ cho cơ sở đóng đàn khác để kiếm thêm tiền trang trải, trả nợ mấy quán cà phê, quán nhậu mà tôi đã đôi lần trễ hẹn. Dù chưa bị đòi, nhưng mỗi lần đạp xe ngang qua thấy mình ngại ngại, như có người nhìn sau gáy, nên tôi đạp nhanh để tránh. Nhưng sao tránh được cái thèn thẹn trong con người mình. Tiền lương chưa đến, nhưng mỗi ngày hai lần ngang qua quán nhậu, cà phê chủ nợ mà chưa thanh toán được. Tôi quyết định bán chiếc xe đạp, nhưng người mua thường lắc đầu hoặc trả giá mạt hạng vì chiếc xe quá cũ lại không có trống. Mỗi lần đến đâu, tôi thường cho nó ngả vào tường, gốc cây, có khi cho nó nằm vật xuống đường. Cuối cùng, tôi cũng bán được cho cô công nhân xí nghiệp bằng sự thương cảm. Tiền bán chiếc xe đạp, tôi mua được chiếc áo sơ mi trắng để mặc vào dịp tiệc tùng với bạn bè. Số còn lại trả quán nhậu, quán cà phê và còn thiếu lại 2 ly cà phê đen. Nhưng anh ba chủ quán vẫn vui vẻ khuyến mãi một ly và nói tôi cứ đến uống trả sau, đừng ngại. Tấm chân tình của anh bao la, nhưng lòng tự trọng của con người thì giới hạn. Khi nào có tiền tôi mới đến, nên chiếc ghế quen thuộc mà tôi hay đóng đô giờ đã có người thế chỗ. Từ khi bán xe, tôi đi làm bằng chiếc xe lam chở khách hoặc dậy sớm đi bộ đến xí nghiệp. Mẹ phát hiện ra sự bất thường nên dò hỏi. Tôi nói, xe đã cho bạn mượn. Mẹ tin nên không hỏi nữa. Nhưng không ai giấu lửa trong giấy được, nên tôi đành thú thật. Mẹ có vẻ buồn nhưng không nói gì. Thời gian sau, mẹ gom góp tiền đưa cho cha để mua chiếc xe đạp theo tiêu chuẩn nhà nước, cho tôi làm phương tiện đi làm và đi lại với bạn bè bằng xe mới cho đỡ ngại. Thời gian sau, xí nghiệp thành lập đội văn nghệ cây nhà lá vườn và tôi đăng ký tham gia cho vui, xem đó là đời sống tinh thần. Mỗi tuần được nghỉ 2 buổi để tập văn nghệ. Nhờ biết đánh đàn chút ít nên bác Hòa, giám đốc xí nghiệp, cho tôi đi học đàn ở lớp dạy nhạc Trúc Giang trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 để về nâng cấp từ đội văn nghệ lên ban nhạc, phục vụ thêm cho mấy cơ quan có liên hệ làm ăn với xí nghiệp.
Từ đó, ban nhạc thỉnh thoảng đi phục vụ bên ngoài, tôi được giao thiệp nhiều người, nhiều giới. Tôi có chiều hướng dấn sâu chuyện trai gái vì vốn dĩ tôi là gã đa tình, lãng mạn. Có vài cô ngỏ ý làm quen, tôi đã có ý vượt qua tình bạn mà không biết các cô chỉ có ý làm bạn thôi. Sự vội vàng của tôi khiến họ ái ngại nên ngập ngừng trong quan hệ. Tôi rút kinh nghiệm, nhưng chứng nào tật nấy, chỉ thay đổi chút ít rồi sau đó vẫn vậy. Dù vậy, tôi vẫn in trong bụng mình rằng sẽ không bao giờ đụng đến vợ hay người yêu của bạn. Đã đôi lần người yêu bạn ngỏ ý yêu tôi, không biết lý do gì đó mà họ chia tay. Mặc dù trong tôi có chút cảm tình về nhan sắc, tính nết, nhưng tôi cương quyết từ chối nên chuyện bất thành. Tôi có hơi tiếc. Ban nhạc xí nghiệp nhạc cụ kết nghĩa với trường xây dựng thanh niên mới Fatima ở Bình Triệu để hợp tác lao động và dạy nghề. Tôi được xí nghiệp phân công về Fatima để dạy nghề cho anh em đang cải tạo lao động. Nơi đây có rất nhiều thành phần phạm tội, từ tướng cướp, mua bán ma túy, mại dâm, trộm cắp vặt, nghiện ngập và nhiều thành phần khác nên rất hỗn độn, ô hợp trong môi trường khác biệt này. Những cuộc thanh toán nhau diễn ra hàng ngày do tranh chấp vị trí hoặc vật chất nên ngày nào cũng có đổ máu, phải nhờ đến lực lượng an ninh can thiệp, nhưng sau đó vẫn vậy. Ban giám hiệu nghĩ ra giải pháp nhờ những tay anh chị nổi tiếng đã được giáo dục đứng ra quản lý phạm nhân, đã từng bước ổn định bằng phương pháp mưa dầm thấm sâu, giải thích lý lẽ hơn thiệt tình người để phạm nhân cảm nhận, thay đổi, chịu khó học tập lao động, sớm được hồi ra. Từ môi trường này, tôi được tiếp xúc với nhiều tay anh chị giao búa nổi tiếng ngoài đời mà tôi từng nghe danh tiếng lừng lẫy. Giờ ngồi trước những con người đó, tôi thấy họ không có gì đáng sợ trong cung cách bình thường giản dị như bao người khác, thậm chí hơn bao kẻ bất lương tham ô tiền bạc của công tràn trề mà không cần biết đến nhục để nghĩ lại. Tiền bạc có 5-7 đường không giống nhau. Tiền hạnh phúc do lao động chân chính mà có. Tiền bẩn khiến giật mình trong giấc ngủ. Cái gì cũng có giá của nó. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.